Turning Red nói thay nỗi lòng của những đứa trẻ ẩm ương. Tưởng tượng bạn sẽ ra sao nếu vào một ngày đẹp trời, vừa mở mắt đã thấy mình biến thành một con gấu béo bụng, lông lá và bốc mùi. Hãy hỏi May, nhân vật chính trong bộ phim mà tôi sắp giới thiệu ngay sau đây với tựa đề Turning Red, đứa con thứ 25 của xưởng phim huyền thoại Pixa. May Lee, một cô bé 13 tuổi người Hoa, định cư trong một khu phố ở Toronto, tự nhận bản thân là một người độc lập và đã trưởng thành ở cái độ tuổi ấy, bằng chứng là đi được xe buýt và không cần người bảo hộ. Bố mẹ của May là ông Jean và bà Minh, một cặp phụ huynh khuôn mẫu điển hình trong gia đình người châu Á, gia giáo và nề nếp. Nói quá lên thì nó chính là bảo thủ và hà khắc, luôn tự nhào nặn con cái trở thành một sản phẩm hoàn hảo như mong muốn của bản thân. Và May cho đến năm lớp 8 vẫn đang là một thành tựu đáng tự hào của họ. Là một học sinh giỏi, gương mẫu, lễ phép với người lớn, hiếu thảo với bố mẹ, vâng lời, đi đến nơi về đến chốn. Tan học là về nhà phụ mẹ quản lý điểm tham quan tâm linh nổi tiếng nhất khu phố, cũng chính là nhà thờ tổ của gia đình. Tới tối, lại đèn sách chăm chỉ và lên giường từ 9 giờ 30 phút, xứng danh là con nhà người ta trong truyền thuyết. Nhưng đôi khi, sự áp đặt quá mức từ ông Jin, đặc biệt là bà Minh, có thể chính là nguồn cơn cho cái sự nổi loạn, chống đối từ bên trong. May khi ở bên cạnh hội chị em Miriam, Rija và Abi cùng lớp là một người hoàn toàn khác, táo bạo và khó ưa, thích vẽ vời ca hát. Thần tượng nhóm nhạc idol đình đám For Town, gu bạn trai là một thanh niên cool ngầu như Devon, thu ngân của cửa hàng tiện lợi Daisy Mart. Đúng vậy, May đã cảm nắng lần đầu tiên trong đời, trong đầu đã có những suy nghĩ kỳ lạ, không nói ra được thành lời. May minh họa luôn bằng hình vẽ trong quyển vở trước mặt. Sukarna, bà Minh đã nhìn thấy và chỉ mất 5 giây để nhớ ra người được vẽ là ai. Bản năng của một người mẹ kiểu mẫu đã khiến bà ngay lập tức tìm tới cậu bạn trai kia để cảnh báo. Hãy tránh xa con gái của ta và đừng hòng lợi dụng sự ngây ngô của nó để làm ra những điều quá phận. Ý tứ trong lời vẽ đại khái là như vậy. Liến thoáng, liền hồi, không chừa một giây cơ hội nào cho Devon biện hộ. May lúc này thực sự hoảng loạn và xấu hổ. Không may là một trong số những vị khách có mặt tại cửa hàng lúc ấy, bao gồm cả Tyler, một thằng bạn cá trớn. Nó đứng ôm bụng cười chảy nước miếng. Nét mặt của cô bé giống hệt như đang tìm kiếm một cái lỗ để chui xuống cho rồi. Trong đầu May thậm chí còn soạn sẵn kịch bản để chuyển nhà và đổi tên, chỉ thiếu nước đi phẫu thuật thẩm mỹ để không một ai có thể nhận ra mình. Cho đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, May tá hỏa khi thấy mình biến thành một con gấu lông đỏ, tai to mặt lớn và bốc mùi. Còn ông Jin và bà Minh thì lại tin rằng đó là dấu hiệu của lần rụng râu đầu tiên, đánh dấu mốc trở thành thiếu nữ của cô con gái độc nhất. Trong khi May thì vẫn chưa nhận thức được chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, cô bé chạy vào phòng và nằm im để bình tâm trở lại. Thì hóa ra, bình tâm lại là chìa khóa để quay trở lại hình dáng ban đầu. May tới trường và cố gắng hết sức để giữ cho cảm xúc của mình không bị phấn khích, không hoảng sợ hay lo lắng. Người không thể bớt lo lắng lại là bà Minh, đường lấp ló sau gốc cây để quan sát con gái từ xa. Mục đích chính là đưa băng vệ sinh cho con gái. Thứ cần được đưa một cách tinh tế và kín đáo thì bà lại hét thật to cho cả làng cả tổng đều nghe rõ. Bùm, sự xấu hổ nằm ngoài tầm kiểm soát, May lại hóa thành gấu, mà hú vía, không một ai trong lớp học quay lại nhìn mới lạ chứ. Bà Minh đã thấy, liền ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo cô con gái. Bắt đầu màn mẹ con rượt đuổi đường phố, hồi hộp như là xem Fast and Furious. Trước sự ngơ ngác của những người xung quanh, May về tới nhà, chùm chăn bưng mặt khóc. Ông Jin bà Minh có chút sốc nhẹ, cuối cùng nó đã xảy ra rồi. Đã đến lúc bà Minh phải cho May biết về bí mật gia tộc cũng như bí ẩn về hiện tượng con gấu biến hình. Đó là bởi mối liên hệ thần bí của bà tổ Sanji với gấu trúc đỏ. Vào thời chiến, đàn ông trong nhà phải ra chiến trường và để bảo vệ những con của mình, bà tổ đã cầu xin được biến hình thành một con quái vật quyền năng và mạnh mẽ để đánh đuổi bọn thổ phỉ, cứu sống gia đình. Đúng vào cái ngày trăng đỏ xuất hiện, điều ước đó trở thành sự thật. Sanji truyền lại năng lực huyền bí này cho con gái của bà khi họ đến tuổi và họ truyền cho đời con cháu sau của mình. Cứ như thế, cho đến đời của May, nó không khác gì một lời nguyền. Ơn rời, có cách để hóa giải nó. Vào kỳ trăng máu tiếp theo, một nghi lễ sẽ được tổ chức để phong ấn con gấu đỏ. May sẽ được giải thoát vĩnh viễn. Chỉ có duy nhất một cơ hội để trục xuất được nó. Nếu bỏ lỡ thì end game, May sẽ không bao giờ được tự do. May sẽ phải ở trong một căn phòng kín để tự học được cách kiểm soát cảm xúc, để đảm bảo không một ai khác được nhìn May trong bộ dạng gấu đỏ. Hội chị em lo lắng cho cô bạn vừa mới chập chững bước vào giai đoạn khủng hoảng tiền trưởng thành nên đã cùng nhau tới nhà của May. Họ vô cùng kinh ngạc trước bộ dạng khổng lồ của May, còn May thì khóc như mưa vì xấu hổ. Thật mừng là có những người bạn không hề có chút e sợ hay muốn xa lánh. Thay vào đó là an ủi, giúp May cảm thấy thư giãn và bình tâm trở lại, comeback về hình dáng ban đầu.
May cũng nhận thấy mình đã nắm được một chút cách kiềm chế để ngăn không cho con gấu xuất hiện. Một tín hiệu đáng mừng để May có thể cùng hội chị em hiện thực hóa giấc mơ gặp thần tượng For Town. Trong concert Toronto vào ngày 18 tháng 5, tức là một tuần trước khi ngày trăng đỏ xuất hiện, nhiệm vụ của May là chứng minh cho bố mẹ thấy mình đàn áp được gấu đỏ nhằm thuyết phục họ đồng ý cho May tới concert. Dễ đoán được là màn thuyết phục này chắc chắn sẽ thất bại, bởi For Town dù có là ngôi sao trên bầu trời của cô con gái mới lớn, thì trong mắt một người mẹ truyền thống như bà Minh chỉ là những tên du côn lấp lánh, múa may quay cuồng. Không chỉ May, cả ba bà mẹ còn lại trong hội chị em cũng đều từ chối nguyện vọng nhỏ hơi tốn tiền này. Đường sẵn sự bực bội trong người, lại còn thêm thằng cha Tyler ra như đỉa, cố tình quăng dăm ba câu, cà khịa May, chẳng khác nào châm lửa đốt quả bom nổ chậm. May đã mất kiểm soát một phần, cánh tay gấu xuất hiện, ném thẳng quả bóng với tốc độ vượt quá 99 dặm một giờ. Lại chúa là không trúng mặt Tyler và các bạn của cô cũng nhanh chóng kéo May trốn vào nhà vệ sinh. Dù đã bình tĩnh lại, nhưng thứ cảm xúc tiêu cực vì bị mẹ từ chối vẫn còn. Giờ đây, nó còn trở thành một thứ động lực làm giải phóng sự chống đối âm ỉ trong nhiều năm qua. Công tác nổi loạn đã được bật, mấy ẻm thậm chí còn hướng tới một tội ác hoàn hảo trong tương lai. Đáng sợ vậy chơi. Và bước đầu tiên chính là nghĩ ra cách kiếm được $800 cho 4 cái vé. Làm gì đây khi chỉ mới đủ tuổi đi xe buýt một mình? Abby cần phải được giải tỏa sự bí bách này bằng một cái ôm đến từ May, nhưng lại trong hình dạng gấu đỏ. May thở dài đồng ý. Fine, come here my friend. Và để trở nên phấn khích, cô bé đã nghĩ ra cái nắm tay của For Town. Boom, nó thực sự có hiệu quả. Nhưng không ngờ là một nhóm khác lại xuất hiện ngay sau đó và đã nhìn thấy May trong bộ dạng gấu đỏ. Điều điên rồ hơn là gấu đỏ khiến cho mấy đứa nhóc phát cuồng vì quá dễ thương, đến mức mà chúng đồng ý trả giá bất cứ thứ gì, bao gồm cả tiền, chỉ để được nhìn ngắm con vật lông lá. Ôi đúng là trọng tâm đây rồi, ai đó đã nhắc đến tiền, thứ mà bọn họ đang cần. Và một phi vụ giao dịch mua bán ngầm, trao đổi dựa vào độ cute của gấu đỏ bắt đầu được lên kế hoạch, triển khai từ đây. Cả Elon Musk có khi cũng chưa bao giờ nghĩ đến, dễ thương cũng có thể kiếm ra tiền. Thấy có triển vọng, dịch vụ trao đổi này dần dần còn được mở rộng sang cả buôn bán, từ phụ kiện cho tới phục trang, kinh doanh phát đạt. Chẳng mấy chốc mà 4 đứa 13 tuổi đã kiếm được $600. Vấn đề là ngày concert đã đến mông rồi, các rắc rối khác cũng liên tục kéo tới. Tyler đe dọa sẽ tiết lộ chuyện phi vụ gấu đỏ với mẹ của May nếu như cô bé không xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật sắp tới của cậu ta. Điều kiện là phải biến hình thành gấu đỏ. Đổi lại thì May sẽ thu về $200 sau đó, vừa đúng số tiền đang bị thiếu. Thỏa thuận thành công, nhưng vào ngày sinh nhật của Tyler, May nói dối rằng mình sẽ tới câu lạc bộ toán, nhưng bà Minh lại đòi theo cùng tới đó. Khi chưa thể bịa ra được một lý do nào nghe xuôi tai, thì một rắc rối khác nặng đồ hơn kéo đến. Đó là bà ngoại, mẹ của May rất sợ bà và các dì của May, họ tới để giúp đỡ trong nghi lễ. Sự việc trở nên nghiêm trọng bởi lời cảnh cáo của bà ngoại tới May. Nếu để gấu đỏ xuất hiện càng nhiều thì nó sẽ càng trở nên mạnh mẽ, nghi lễ phong ấn có thể bị thất bại. May bắt đầu sợ hãi hơn bao giờ hết, cô bé vẫn quyết định tới bữa tiệc sinh nhật, nhưng gấu đỏ sẽ do hóa trang mà thành. Tyler rất tức giận và không chấp nhận một con gấu giả. Hội chị em thực sự hết cách và tính toán tới việc từ bỏ buổi biểu diễn thay vì chỉ 3 trong 4 người sẽ tới đó. May rất buồn, có chút không cam lòng, cô bé quyết định chỉ nốt hôm nay thôi sẽ để cho gấu đỏ xuất hiện. Tin buồn 1. Vật liệu của phi vụ gấu đỏ mà May giấu dưới gầm giường đã bị mẹ phát giác, bao gồm cả việc nói dối và trốn tới bữa tiệc sinh nhật. Tin buồn 2. Ngày diễn ra concert là 25 chứ không phải 18, một sự nhầm lẫn vì sự xem xét thiếu cẩn thận của Abby, và đáng buồn thay, đó cũng chính là ngày tổ chức nghi lễ. Điều này khiến cho May cảm thấy rất thất vọng, tới mức không thể kiểm soát được gấu đỏ nữa. May đang bị kích động mạnh. Một lần nữa, Tyler lại đóng vai một kẻ truyền thêm dầu vào lửa khi gào lên những câu xúc phạm tới May, mẹ của cô bé và đền thờ của gia đình, khiến gấu đỏ tức giận tới phát điên. Thậm chí, suýt làm thương Tyler nếu như mẹ của May không tới đúng lúc. Phát hiện tất cả những điều cô con gái duy nhất, niềm hy vọng lớn nhất của mình lén lút làm sau lưng, bà Minh đổ hết mọi lỗi lầm xuất phát từ những người bạn của May. Có vẻ như May quá sợ hãi nên không thốt ra một lời biện hộ nào cho ba cô bạn thân. Một cảm giác thật là thất vọng. Cuối cùng thì ngày 25 cũng tới, Miriam, Rija và Abby cùng tới buổi biểu diễn. Còn May ở nhà chuẩn bị cho nghi lễ, May phải ngồi trong một vòng tròn, còn mọi người ở xung quanh vừa thực hiện các nghi thức và hát giống như để gọi thần. Ngay khi mặt trăng máu xuất hiện, pháp sư đọc thần chú. May, à chính xác hơn là thần thức của May được đưa tới một cánh rừng trúc. Sanji ở đó, bà lấy ra chiếc gương, May phải đi qua chiếc gương đó và linh hồn của gấu trúc sẽ được trục xuất.
Nhưng khi gần tới đích, May nhớ tới hình ảnh của bạn thân vui vẻ khi xuất hiện trong bộ dạng của gấu trúc, nên cô bé muốn giữ lại nó. Nghi lễ thất bại, May nói với tất cả mọi người về quyết định sẽ làm điều mà mình mong muốn ngay lúc này, giữ lại gấu, tới xem buổi biểu diễn. Chiếc mặt dây chuyền phong ấn gấu của bà bị vỡ và giải phóng nó ra bên ngoài. Cùng với sự tức giận không thể kiểm soát được, con gấu một lần nữa sống lại bên trong Minh. Spoil một chút, đó là con gấu đáng sợ nhất trong cả dòng tộc. Bà Minh đuổi theo May đến Sky Dome, một cuộc bạo động nổ ra. Tất cả mọi người đều sợ hãi, bỏ chạy cho con gấu khổng lồ, giận dữ. May và mẹ tranh cãi rất nhiều, May đã thổ lộ hết những cảm nhận mà cô bé luôn cất giữ trong lòng, những điều mà bà Minh không thể chấp nhận được. Họ đánh nhau, May đã phi toàn thân một cú trời giáng vào người mẹ khổng lồ, khiến bà Minh ngất ngay tại chỗ. Trong khi đó, những thành viên khác của gia đình đã có mặt để giúp bà Minh thực hiện một nghi lễ trục xuất khác. Cái khó của con gấu là bà ấy quá to, nằm ngoài cái vòng tròn được vẽ. Bà ngoại và các dì của May đành phải đập vỡ các vật phong ấn để giải thoát con gấu của mình, cùng nhau giúp đưa mình vào một vòng tròn nghi lễ mới. Bạn bè của May cùng với Pho Thao cùng nhau hát để hoàn thành nghi lễ. Trong thần thức, May và mẹ mình gặp nhau tại rừng trúc. Tại đây, bà thổ lộ hết tất cả với con gái của mình. Hóa ra, mẹ mình cũng từng rất mệt mỏi và khổ sở với việc cố gắng trở thành một cô con gái hoàn hảo trong mắt của bà ngoại. Bà tức giận tới mức mất kiểm soát và làm mẹ của mình bị thương. May từ khi nào đã trở thành một cô gái hiểu chuyện hơn, cô bé giúp mẹ và bà ngoại hiểu nhau, hàn gắn mối quan hệ rạn nứt. Tất cả mọi người cùng nhau bước qua chiếc gương trục xuất, ngoại trừ May muốn giữ lại con gấu bên trong mình. Quay trở lại hiện thực, thảm họa gấu trúc đỏ khiến Sky Dome biến thành một bãi hoang tàn đổ nát. Gia đình của May phải đền bù chi phí để sửa chữa nó. May mắn là nhờ có gấu đỏ của May mà doanh thu từ dịch vụ tham quan đền thờ tổ tăng veo veo. Mối quan hệ của May và mẹ được cải thiện, có vẻ họ đã hiểu nhau hơn sau cuộc ẩu đả tranh cãi. May cũng đã có thời gian cho bạn bè nhiều hơn. Bạn không cần phải trở thành một ai đó hay hoàn hảo trong mắt người khác, dù có là cha hay mẹ đi chăng nữa. Nhưng cũng đừng như vậy mà phủ định sự quan tâm của họ dành cho mình nhé. Vậy là video ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Các bạn cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào? Để lại bình luận ở phía dưới để chúng mình cùng biết nhé. Đừng quên bấm like video, nhấn đăng ký kênh và đặc biệt là bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!